Xin được cảm ơn và chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Văn Vlog. Kính thưa quý vị, ông Ted Cruz đã tweet tiêu đề này trên một cáo phó không hơn không kém là bệnh hoạn. WAPO nên xấu hổ về bản thân. Robert Trump hãy yên nghỉ. Như quý vị nhìn thấy trên màn hình đó, tờ Washington Post đã đặt tiêu đề cho bài báo Robert Trump, em trai của Tổng thống Trump, người đã đệ đơn kiện cháu gái, qua đời ở tuổi 71. Cháu gái được đề cập ở đây là Mary Trump, người đã viết cuốn sách về Tổng thống Trump rồi rao bán gần đây. Kính thưa quý vị, Vân đã check lại thì tờ Washington Post đã đổi tiêu đề bài báo này rồi ạ. Tiếp theo, Văn Vlog xin chia sẻ bài viết đăng ngày 17 tháng 8. Các ngôi sao Hollywood dùng cái chết của Robert Trump để tấn công Tổng thống. Những người nổi tiếng ở Hollywood đang hùa cùng giới chính trị cánh tả để chế nhạo cái chết của em trai Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cho biết trong thông cáo hôm 15 tháng 8, đó không chỉ là người em trai mà còn là bạn thân nhất của tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, nhưng rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Ký ức về cậu ấy sẽ sống mãi trong tim tôi. Robert, anh yêu cậu, xin hãy yên nghỉ. Nhưng các ngôi sao Hollywood như Jeffrey Wright, Michael Rappaport, Adam Goldberg lại quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra những nhận xét chính trị nhắm vào Tổng thống Trump. Diễn viên Adam Goldberg của bộ phim Saving Private Ryan và Taken đã viết trên Twitter rằng Wrong Trump, nhầm Trump, ngụ ý rằng người chết đáng ra là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn ngôi sao Jeffrey Wright của bộ phim James Bond cho rằng ông Trump không quan tâm đến em trai bởi vì gần đây Tổng thống đi đánh golf. Đạo diễn Larry Charles của bộ phim Borat cũng đặt câu hỏi trên Twitter rằng liệu Tổng thống có thực sự quan tâm đến em trai hay không. Trên thực tế, Tổng thống Trump đã dành cả cuối tuần ở thành phố New York để thăm em trai Robert Trump từ ngày 14 tháng 8. Trong khi đó, nam diễn viên Michael Rappaport lại nói đùa rằng Robert Trump chết vì xấu hổ do sinh ra trong gia đình Trump. Ngôi sao của bộ phim Beautiful Girls còn đặt nghi vấn có phải ông Robert Trump sinh ra ở Mỹ hay không. Còn diễn viên Yvette Nicole Brown đặt câu hỏi liệu cái chết của Robert Trump có phải là một trò lừa bịp. Trong khi diễn viên Billy Baldwin lại lan truyền thuyết âm mưu rằng Robert Trump chết vì coronavirus. Dù vậy, thông tin từ New York Times cho biết em trai Tổng thống Trump tử vong vì chảy máu não sau một cú ngã gần đây. Robert Trump là em trai út trong gia đình 5 anh chị em của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giống anh trai Donald, Robert Trump tích cực tham gia công việc kinh doanh của gia đình và từng là giám đốc điều hành Trump Organization. Hồi đầu năm, ông đã tuyên bố luôn ủng hộ anh trai 1000%. Robert Trump sống khá kín tiếng trong những năm gần đây tại Millbrook, hạt Dutchess, New York. Ông hỗ trợ một số tổ chức từ thiện địa phương như tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, Angels of Light, và một nhóm cứu hộ ngựa. Một người dân địa phương mô tả Robert là người ưu tú và cư xử đúng mực. Ông Robert Trump có một trái tim bao la. Ông Rudy, cựu thị trưởng New York và hiện đang là luật sư của Tổng thống Trump, viết trên Twitter. Ông Rudy Giuliani viết, từng là thị trưởng New York, nên tôi biết ông ấy đã giúp những người dân New York cần sự trợ giúp nhiều như thế nào. Chúng ta đã mất đi một người đàn ông thực sự tốt, gửi lời yêu thương, cầu nguyện và chia buồn tới gia đình Trump. Kính thưa quý vị, tiếp theo Vân xin chia sẻ một bản tin buồn và cũng là một bản tin không được ồn ào trên phương tiện truyền thông xã hội. Một phụ nữ da trắng bị nhân viên chăm sóc da đen đánh đập, cướp bóc tại viện dưỡng lão. Một nam nhân viên da đen có nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi tại viện dưỡng lão Villa ở tiểu bang Michigan đã đánh đập dã man một phụ nữ da trắng 67 tuổi. Bà bị cho là mục tiêu tấn công và cướp bóc có kế hoạch của kẻ săn mồi chỉ vài ngày sau khi vào cơ sở dưỡng lão này. Theo Fox2Detroit.com, người phụ nữ da trắng 67 tuổi bị tấn công tên là Christine Tracy. Chồng bà, ông Stan, tuyên bố rằng hung thủ không chỉ đánh đập mà còn lột cả chiếc nhẫn cưới của vợ ông là kỷ niệm cho hôn nhân bền vững sau 50 năm chung sống của họ. Đó là món đồ kỷ niệm quý giá mà vợ chồng tôi giữ gìn. Bà ấy không bao giờ tháo nhẫn cưới ra, ông Stan cho biết. Kính thưa quý vị, Vân có để lại đường link của bản tin gốc đăng ở Fox2Detroit.com, có cả video. Ông Stan nói rằng ông buộc phải đưa người vợ của mình, bà Christine, vào viện dưỡng lão sau khi bệnh Alzheimer của bà ngày càng tiến triển đến giai đoạn mà ông không thể chăm sóc vợ đầy đủ nữa. Nghi phạm là Terrell Mercer, con, đã bị buộc tội cướp có vũ trang và tội ngược đãi người cao tuổi. Hiện viện dưỡng lão Villa tại Green Lake Estate ở West Bloomfield, tiểu bang Michigan đang bị kiện vì hành vi ngược đãi bà Christine Tracy. Greg Rowe, luật sư khởi kiện cho biết, viện dưỡng lão này phải chịu trách nhiệm đã để nhân viên hành hung bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ và lợi dụng sự mất trí nhớ của bà để cướp chiếc nhẫn mà người phụ nữ này đã đeo trên tay từ năm 1971. Cũng theo Fox2Detroit, tại trung tâm điều dưỡng Westwood ở Detroit, Michigan, đã xảy ra một vụ bạo lực gây rúng động khi một thanh niên da đen 20 tuổi đã đánh đập dã man một cựu quân nhân da trắng 75 tuổi và gây ra những thương tích nặng nề khiến ông qua đời sau đó. Nạn nhân là ông Norman Bledsoe đã bị hung thủ liên tiếp tung hết cú đấm này đến cú đấm khác trong hoàn cảnh bất lực, chỉ có thể lấy tay che đầu. Ông đã chết với đa chấn thương như gãy ngón tay, gãy xương sườn và gãy xương hàm. Hung thủ là người da màu tên là Jayden Hayden, 20 tuổi, đã bị buộc tội hành hung giết người và ăn cắp thẻ tín dụng. Được biết, Jayden đã bị nhiễm virus corona và được đưa vào trung tâm điều dưỡng Westwood để cách ly cùng với nạn nhân Norman Bledsoe và rất nhiều người già khác. Jayden Hayden bị cho là mắc bệnh tâm thần nặng. Cha của nghi phạm đã nói với kênh 7Action News rằng nó có vấn đề và người ta vẫn đưa vào viện dưỡng lão. Điều đó lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Vụ việc bị phanh phui khi video quay tại trung tâm điều dưỡng Westwood lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Cảnh sát thành phố Detroit tin rằng đoạn video được quay vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, vào thời điểm các viện dưỡng lão bị đóng cửa do lo ngại đại dịch virus Vũ Hán. Hiện trung tâm điều dưỡng Westwood đã nhận nhiều chỉ trích khi che đậy vụ việc cũng như những cáo buộc về việc trung tâm phải chịu trách nhiệm đã để thanh niên có vấn đề về tâm thần được phép tự do đi lại trong cơ sở. Tình trạng người da đen tấn công hành hung người da trắng đang xảy ra trên toàn nước Mỹ với mức độ tăng đột biến khi Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả ra sức tung hê và bảo kê cho lý tưởng đấu tranh bạo lực của các nhóm khủng bố Antifa và BLM và những tội ác của người da đen gây ra cho người da trắng đang được các thế lực ngầm tại nước Mỹ bình thường hóa bạo lực. Thưa quý vị, chắc quý vị vẫn còn nhớ vụ cựu Phó Tổng thống Joe Biden quỳ, Đảng Dân Chủ quỳ, nhiều người da trắng Mỹ cũng quỳ để cầu xin sự tha thứ. Như thế chỉ có quỳ người ta mới thể hiện rằng mình không phân biệt chủng tộc. Nhưng rồi chuyện quỳ hay không còn là quyết định của mỗi cá nhân khi cảnh sát đã là đối tượng bị tấn công bởi đám đông thuộc phong trào BLM. Thậm chí phong trào này sau đó còn lan ra các nước khác cũng lại diễn một kịch bản giống nhau. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã quỳ gối. Anh Quốc muốn lật đổ nhiều tượng nhân vật lịch sử bằng đồng. Người da đen Pháp yêu cầu người da trắng biến khỏi nước Pháp, vân vân. Các quốc gia khác được khuyến khích tham gia phong trào quỳ gối để thể hiện chống phân biệt chủng tộc. Ông Joe Biden thậm chí còn nói rằng nếu trúng cử, Tổng thống sẽ bồi thường cho người da đen 14.000 tỷ đô la Mỹ, nghĩa là mỗi người da đen nhận được bình quân 350.000 đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, và một bà mẹ trẻ ở Indiana, chỉ vì là tranh cãi, tất cả mọi mạng sống đều quý giá, cũng đã bị bắn tử vong. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.